Trong bẫy lại có bẫy, trong mưu còn có mưu. Ván cờ là một liên hoàn kế tuyệt độc mà nhị vị không ai nhường ai. Đã sắp đặt sẵn chờ cho đối phương xa vào. Tới cuối cùng thì mới biết ai là thóc, ai là gà. Mời các bạn xem lần gặp giữa Hắc Kế Siêu và Lý Hồng năm 2019 giải đồng đội toàn Trung Hoa. Trong cuộc này thì Hắc cầm tiên ra quân bằng binh bảy. Lý cũng vậy, mở chốt của mình. Hắc bình phó vào để đe dọa, hẳn nhiên là cho chuyển giữ chốt. Bởi vậy, đen thường dùng pháo 8-7-5 phản kích ngược, hoặc là trong hình cơ này, dùng tướng 3 tiến 5 để giải quyết sức ép của đối thủ. Hắc Kế Siêu mã 2 tiến 1, Lý Hồng mã 8 tiến 7. Giờ Hắc Lý C1 bằng 2. Lý lúc này bằng xây đường 8. Hắc tiếp tục phân triển mã cánh bên kia. Và là cơ hội, Lý tiến pháo của Hà để phong tỏa. Lựa chọn của Hắc tường 7 tiến 5. Lý lại bằng pháo vào, ngấm ngầm để gây sức ép. Hệt như đối phương nhằm vào chiến mã đường 7 của mình vậy. Tức là câu chuyện về sau này, bình 3 có thể tiến 1 khi thời cơ thích hợp. Lựa chọn của Hắc Kế Siêu, bình 5 dốc lên ngay. Tìm cách để có thể hóa giải đi, nước cờ đưa chốt này tiến, pháo đổi ngựa, rồi lấy pháo này tiêu diệt vào bưng trung lộ, vô chiếu và kích đổi xe. Còn tới đây, Lý Học đưa ngựa phát triển thành quải giác, Hắc Kế Siêu mã 7 nhảy ra ngoài để ngăn chặn. Sau nước cờ vượt bưng 5, đây cũng là âm mưu thứ cấp mà Hắc cần phải thi triển. Chặn việc, xe đối phương có thể xuất đầu lộ diện một cách tùy tiện. Tới đây Lý Học, mã 4 nhảy xuyên đường tâm, giờ Hắc Kế Siêu xi xào tiến 5. Chuẩn bị cho việc lấy xe xuất nhanh vào trục sườn. Còn Lý dùng mã này đã nhảy lên được, bởi vậy cũng chỉ cần dùng binh 5 tiến 1 mời đổi và đưa quân ngựa của mình vào một vị trí rất mở để phát triển. Nếu như Hắc Kế Siêu đưa chốt này tấn qua thì mã 6 cũng chỉ cần tiến 5, không thể nào ngăn chặn. Cho dù Hắc thấy trước là việc mã 5 chỉ cần tiến 4 ngay, nhất thạch tam điêu. Thứ nhất, quân ngựa đứng ở vị trí này có thể nhảy chiếu được. Thứ hai là bắt xe. Vừa thứ ba là nhân tiền đuổi vào quân mã đường 8. Bởi vậy, xe đường 1 của Lý Học sẽ thản nhiên để xuất động. Bởi vậy, đổi trước thì không ổn. Lựa chọn của Hắc Kế Siêu ngay tại đây. Dùng chốt 3 tiến 1, gây sức ép ngược lại vào mã của đối phương. Bởi vậy mới chỉ có vài nước, nhưng bắt đầu hấp dẫn hơn cả. Lý bởi vậy mà có chốt của Hà. Hắc Kế Siêu bất ngờ không phải là đưa chốt 3 tấn 1, mà lại là mở binh hướng còn lại. Để làm gì? Sau khi Lý tới đây, dùng chốt này thủ tiêu bắt buộc, thì mã 8 nhảy qua một nước, đánh đuổi. Và Lý Học, pháo 8 bằng 3, dựa vào thế liên kết nhau để đổi bớt một xe. Hắc Kế Siêu để nguyên xe vậy, lấy pháo 8 bằng 7 để gá vào. Giờ Lý Học lấy xe 8 tấn đổi, ngựa của Hắc quay đầu về. Nhưng bù đắp lại trên này, thì Hắc Kế Siêu có thể dùng một pháo và chốt, gần như đã sắp qua được Hà để đe dọa vào mã đường 7. Còn nếu như thứ tự ngược lại, tức là lấy xe này tiến đổi, mặc dù quân ngựa còn ở nguyên ở vị biên, nhưng tại vì mã 7 đã mất đi mục tiêu tiến công của đường chốt và pháo không còn. Còn tới đây thì Lý Học đưa pháo 3 rút chạy, còn nếu như chẳng thì mã này tiêu diệt ngay. Hắc Kế Siêu dùng chốt này tràn qua Lý Học mã 6 tấn 7 và Hắc đưa pháo này để đắc được một quân. Nhưng chẳng đơn giản, Lý Học lấy C1 bằng 2 xuất động. Mặc dù đắc quân, nhưng trận đầu của Hắc Kế Siêu lại không tốt. Chưa kể rằng Lý Học tới đây lại có thể đưa chốt để yểm trợ. Hắc Kế Siêu mã 2 nhảy ra đường biên, Lý Học bình chốt vào. Hắc tiếp tục dùng mã nhảy xuyên qua để đe dọa cho nước cờ nhảy chiếu ngay được, ít nhất là quấy rối vào đối thủ. Cho nên lựa chọn của Lý Học là xi xào đo tấn 5. Hắc Kế Siêu lại dùng pháo quay chạy, ngăn chặn đối phương sẽ dùng xe này dâng lên đuổi ngựa của mình. Thì tìm cách khác, Lý Học xe 2 tấn 7 nước đuổi vào pháo đường 7. Hắc Kế Siêu đưa pháo rút chạy về ngay. Việc này sớm muộn cũng phải làm. Mà bởi vậy thì chiến xe đường 9, Hắc Kế Siêu không còn có cơ hội nào để nhập cuộc cả. Tới đây Lý Học mã 7 tiến đường 8 để chuẩn bị cho những đường cờ tàn sát sau khi đã chủ động phế đi một mã của mình. Tới đây Hắc Kế Siêu dùng pháo 3 bằng 2. Âm mưu tiếp theo của nước cờ này là gì? Giả thử Lý Học đưa bằng tiến 1. Thì Hắc Kế Siêu cũng chỉ cần đưa pháo này để tuần chiếu ngay. Nếu là lựa chọn xi này quay đầu thì chỉ cần dùng mã 4 tiến 3 quấy rối được. Tướng mở xuất cung, pháo chỉ cần quay về xuất cung. Bởi vậy pháo này buộc phải trồng sang, pháo thoái một đánh đuổi, tướng leo lầu, rời pháo về vài nước, đủ sức có thể quấy rối trận địa. Còn phương án thứ hai, sau nước cờ tiền pháo để chiều đối phương, Lý Học tường 7 quang biên. Việc của Hắc là mã 4 nhảy ra biên ải.
Vừa thứ nhất là chuẩn bị dùng pháo này tiêu diệt vào ngựa, tại vì pháo này vỏ sang chỉ là căn giả. Khi quân pháo đường ba còn lại lý hỏng to mạng, còn nếu như đưa quân để rút chạy về, giả thử để kích đổi, thì việc quân ngựa này cũng có thể nhảy chiếu ngay được. Sĩ này quay đầu, rồi lưỡng chiếu ngay. Tướng Tuấn Bột, vẫn là trận đồ của Lý Hỏng lại có chút xáo trộn, không thể nào cam lòng. Bởi vậy quay trở lại đây, giải quyết trước họ Lý, dùng Mã Tám thoát chạy trước, và Hắc Kế Siêu mở chốt bên của mình. Lý Hỏng lại dùng chốt thứ hai lao qua Hà. Hắc mở chốt biên, Lý tiếp tục đưa ngựa phóng bật lên để chuẩn bị cho cơ hội ngoại tạo rất nguy hiểm. Mã nhảy chiếu được chẳng những là sất cục, mà chiến xe này thậm chí còn chưa kịp lăn bánh nhịp nào thì đã to mạng. Hắc Kế Siêu cũng chẳng còn quá nhiều cách, dùng pháo hai quay đầu về ngay phòng ngự, và Lý Hỏng lại dùng xe quay đầu nhỏ mã. Đơn thương độc mã rất khó để ra trận, buộc lòng dùng mã bốn quay về đứng vào vai tường. Giờ Lý bệnh chốt vào, và là cơ hội để Hắc lấy pháo này để chém được một chốt, từ từ để cởi bỏ áp lực. Nhưng đổi lại Lý Học sau khi thấy một chốt thì có thể lại chốt sang. Quân ngựa này biết tháo chạy vì cửa nào, e rằng sớm phải to mạng. Câu trả lời của Hắc Kế Siêu lấy xe chín hoành sửa ngay, và Lý Học lại điều xe vào. Dứt là một chiến ngựa đang rất mạnh, còn nhiều cách để phát triển. Trong khi đối phương quân ngựa đứng ở đường ba thì chẳng còn quá nhiều lựa chọn. Nhưng cách giải quyết của Hắc Kế Siêu cũng tài tình. Mã ba tiến đường bốn để thoát thân được. Xe này tiêu diệt thì quân ngựa của Lý Học cũng chẳng còn, bởi vậy chỉ là cuộc đổi. Nhưng tới phiên của mình, Lý Học lại tung ra một chiêu rất hay, là pháo ba tiến hai mời đổi. Không thể nào chấp nhận đổi, tại vì pháo này của sang thì quân ngựa của Lý Học chỉ cần nhảy chiếu sẽ buộc phải tuấn một rồi mất mạng, chẳng còn gì Hắc tiếp tục cả. Bởi vậy ngay tại đây buộc phải lấy pháo tiến chạy. Hắc đưa pháo trầm đáy ngay đánh chiếu để lợi tiên. Lý Học tượng 7 tiến 9 ngay, rồi Hắc lại dùng mã 4 tiến 2 để rút chạy. Nhưng cũng chỉ cần chờ có vậy, Lý Học đưa pháo 3 tiến 1. Hẳn nhiên đây là một đòn cờ phế pháo, nhưng mang tính chất quyết định, không thể nào tưởng 5 thoái 7. Tại vì chẳng phải là pháo này vọt lên, mà nước cờ hiểm ác của Lý vẫn vậy, mã 4 tiến 3. Cuối cùng xe 6 vẫn phải nạp mạng, rồi thua rất thảm. Bởi vậy, sau nước cờ dùng pháo để thế không, Hắc không thể nào lấy tưởng mà diện. Thì còn cách nào? Câu trả lời, xe 677 để diệt pháo của họ Lý kia. Lý bắt buộc lấy pháo này tấn diệt được một xe. Nhưng Hắc Kế Siêu có phải vì vậy mà buông cờ? Tại vì không còn gì cả, lấy tưởng này chém pháo thì mã vẫn có thể nhảy chiếu như thường. Câu trả lời của Hắc rất hay, đưa pháo này để thí lại. Bắt buộc rằng Lý Học dùng tưởng 5 thoái về đường 3. Giờ đánh ra một tiên cờ, Lý Học bật ngửa, buông thua, là dùng mã này nhảy chiếu ngay. Sĩ quay đầu, rồi là chiếu tướng Tuấn Bột. Tại vì đây là nước cờ lưỡng chiếu, bởi vậy tướng leo lên bất buộc. Và chắc chắn quân xe này mất mạng thì đã đành, nhân tiện là một tiên chiếu tiếp tục, để tướng quân rút chạy đúng vào lộ bên kia. Và tới đây, tướng Nam chỉ cần thoái diệt. Không còn gì để tiếp tục cả, kế hoạch tương kế tự kế của Hắc Kế Siêu quá tài tình. Những tưởng rằng đòn thí pháo của Lý Học sẽ lập được công khiến cho Hắc vỡ trận. Nhưng cuối cùng, gậy ông lại đập lưng ông. Chẳng còn gì với một mã, một chốt có thể cầm cự. Lý buông cờ mà thua.